Lãnh lễ Đức Thế Tôn. Lãnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc chánh biến tri thấy biết cùng tột. Bậc chánh biến tri thấy biết cùng tột. Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự tầm cầu của Bậc Thánh. Chúng ta phải xác định rõ mục tiêu, chỗ hướng đến, cái mà mình đạt tới là cái gì. Nếu chúng ta không nắm vững được, không nắm chắc, không thấy rõ, không xác quyết được, thì chúng ta sẽ đi lạc hướng, đi sai đường. Chúng ta không hay, không biết. Chúng ta trước đây đã tầm cầu rất là nhiều thứ. Đi tìm cầu, mà tìm cầu những cái thứ ở trong buồn đau, buồn lo, buồn phiền, buồn bực, buồn sầu, buồn rầu và buồn khổ. Những cái mà chúng ta đi tìm trước nay không đem lại hạnh phúc, không đem lại lợi ích, không đem lại an lạc dài lâu thật sự cho chúng ta. Chúng ta đã để dành rất nhiều thời gian tìm kiếm, tìm cầu, đổi tìm, tri tầm, đổi hình, bắt bóng. Chẳng những cái thứ mình tìm kiếm không đem lại cho mình an lạc, vui vẻ, mà nó còn đem lại cho mình đau khổ và bất an. Chúng ta đi tìm sai à? Chúng ta đi tu là muốn tìm cái gì cao thượng, giải thoát, an lạc. Nhưng tại sao chúng ta đã tìm 5 năm, 10 năm, thậm chí là 2, 30 năm, có khi là cả cuộc đời, mà chúng ta chỉ tìm thấy những cái buồn phiền, những sự phiền não, những sự trói cột trong một cái vòng lẩn quẩn được trá hình là những việc thiện Phật sự, là vì chúng sanh, vì mọi người, là chúng ta đặt tâm sai hướng. Bài kinh này chính là xác quyết sự tìm cầu của người xuất gia, của người tu hành, của bậc trí tuệ, sự tìm cầu của bậc thánh. Cho nên con muốn đại chúng phải lắng nghe thật là kỹ, cảm nhận thật là sâu sắc, ghi khắc vào trong tim của mình, vào trong cảm thọ của mình. Không bao giờ được phép cho mình quên. Tại sao mình phải vào trong chùa? Tại sao mình phải đi lên trên núi, núi rừng,
cô quạnh lạnh lẽo, xa vắng như vậy để mình tìm cầu cái gì? Chúng ta không phải cầu cảnh là đẹp, không phải chỉ đơn thuần là tìm không khí trong lành, mà chúng ta còn tìm cái gì cao thượng hơn, tối thượng hơn, tối thắng hơn. Chúng ta đi tìm cái gì vượt ra ngoài những thứ khổ sầu này. Chúng ta có tìm thấy hay chưa? Nếu không thì cả cuộc đời tu chúng ta là trống không, vô tích sự, trống rỗng. Sự ra đi của chúng ta là một chuyến đi không có thành tích, không có lợi ích, không có thu hoạch. Chúng ta thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa khi đến tìm học với các vị thầy, chứng được các cái tầng thiền hết sức là thâm sâu, cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Phi tưởng là không phải tưởng, phi tưởng là không phải là không phải tưởng. Những cái thiền định hết sức là thâm sâu vi tế ngài chứng đắc. Và ngài nghĩ như thế nào? Không phải chỉ có thầy của ngài trong lúc đó, tức là ngài Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có thầy mới có tinh tấn, ta không có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta không có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải thầy Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà thầy Rama tuyên bố rằng đã chứng đắc. Và không bao lâu ngài đã tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng. Rồi ta an trú. Tự tri là tự ngài biết, tự ngài chứng đắc cái trạng thái đó, tự ngài đạt được, tự ngài đặt mình vào ở trong cái chỗ đó, gọi là tự an trú. Tới ngài trú luôn ở trong cái trạng thái thiền định đó. Và cái vị thầy của ngài dạy ngài đó hết sức là quý trọng ngài, giống như là ngang hàng. Và ngài thầy này đã thốt lên: này hiền giả, thật là lợi ích thay cho chúng tôi, thật là khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một người đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả cũng biết. Pháp mà tôi chứng đắc thì hiền giả cũng chứng đắc. Tức là hiền giả đây là gọi là Thái tử Thái Đạt Đa. Và cái vị thầy này là Ramabhuta nè, là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Rồi ta suy nghĩ pháp này không có hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh,
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phải phi tưởng xứ. Như vậy là các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp ấy và ta từ bỏ pháp ấy, ta đã ra đi. Này các tỳ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Lặp lại cái câu này hết sức là nhiều lần, rất 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 nhiều lần. Nhà thấy cái pháp đó nó không có đưa đến yểm ly, đây là thánh pháp ấn, chúng ta phải nắm thật là kỹ cái này. Pháp phải đưa đến, phải hướng đến sự yểm ly, hướng đến ly tham, hướng đến đoạn diệt, hướng đến an tịnh thượng trí giác ngộ niết bàn, thì pháp đó là pháp ngài đang tìm cầu, gọi là đi tìm cái chí thiện vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tức là cái pháp đó đó. Hằng ngày chúng ta tu, nếu mà những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm giác của mình, những sự tu tập của mình mà nó không đúng với những cái này thì mình không có đi đúng đường của Đức Phật. Pháp phải hướng đến sự yểm ly. Nhàm chán, xa lìa. Chỗ này là chỗ tuyệt đối quan trọng. Nếu mình không nắm được cái cốt lõi này thì cái tu của mình sẽ không đi đến đúng như chỗ mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Giờ con xin hỏi đại chúng, cho khi mình ăn cơm á, mình có thấy là trong khi ăn cơm á, mình có hướng đến yểm ly không à? Có hướng đến ly tham không? Ăn cơm tu làm sao? Nếu mà mình ăn cơm mà chỉ thưởng thức cái hương vị, cái sắc của thức ăn, ăn trong sự khoan khoái, thích thú, tham mê, thì cái ăn đó là không có hướng đến sự nhàm chán, xa rời, sự ly tham. Cái ăn đó là không phải cái ăn của người xuất gia. Cho nên chánh quán thọ thực chúng ta là sao? Ở đây khai triển rộng vào trong đời sống sinh hoạt thường ngày để chúng ta thấy. Chúng ta có nhớ rằng Đức Phật dạy quán nhàm chán thức ăn không à? Chúng ta nhớ Đức Phật dạy là cái thức ăn mà mình bóc, mình gấp, mình múc đó, đoàn thực đó thì phải quán như thế nào không? Ai nhớ cái câu chuyện đó? Đức Phật dạy mình phải quán cái thức ăn đoàn thực như thế nào? Mời một vị nói. Sư cô Tuệ Tâm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư phụ, Đức Phật dạy ăn những thức ăn đoàn thực là quán giống như là đang ăn thịt đứa con của mình. Cô có thể kể cái ví dụ nó rõ ràng hơn không, đầy đủ không? Dạ, cái ví dụ này thì con nhớ rằng là hai vợ chồng cùng với một đứa con độc nhất đi trên một sa mạc, thì lúc đó thức ăn mang theo đã cạn kiệt, và nếu như không còn thức ăn nữa thì ba người cũng sẽ không qua khỏi được, cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên hai vợ chồng mới quyết định là hy sinh đứa con và dùng đứa con này làm lương thực để qua được cái đoạn sa mạc đó. Và khi mà dùng thịt đứa con như vậy thì hai vợ chồng ăn những thức ăn đó mà rất là đau khổ.
mỗi lần ăn như vậy thì khóc lóc nước mắt đầm đìa, và ăn để nuôi mạng thôi chứ không có thưởng thức được cái hương vị ăn trong đau khổ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư cô. Và bây giờ chúng ta ăn trong cái cảm thọ như thế nào? Có quán chiếu như lời Đức Phật dạy hay không? Chính chỗ đó đó là cái lý do tại sao mà chúng ta tu không thành tựu. Đó, cái ăn quán chiếu như vậy đó mà chính Đức Phật dạy trong kinh Nikaya đó là nó đưa đến sự nhàm chán, sự xa lìa, sự ly tham, tức là không có tham muốn gì hết, thích thú gì trong đó hết á. Thì chính cái ăn đó mới đi, lần lần nó mới đi đến cái chỗ gì, nhàm chán các thức ăn và giải thoát khỏi thức ăn. Tại sao phải giải thoát thức ăn? Tại vì thân này tồn tại là do thức ăn. Thức ăn tập khởi cho nên sắc tập khởi. Chúng ta thấy rõ không? Chúng ta dùng cái thánh pháp ấn này, chúng ta sẽ soi chiếu ra hết tất cả những lời dạy của Đức Phật, những cái pháp hành, rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy. Thấy coi coi mình tu có đúng hay không? Tại sao mà mình tu không có kết quả? Trong bài kinh Thông Điệp Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài Ubali lại hỏi Đức Phật, xin Đức Thế Tôn dạy cho con vắng tắt cái pháp hành. Con sẽ tìm một chỗ xa vắng một mình để con thực tập. Tinh cần tinh tấn, Đức Phật dạy làm sao? Cái pháp nào mà đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn, ông hãy thọ trì pháp ấy. Đây là pháp, đây là luật của Như Lai. Pháp nào mà không có đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn, ông hãy thọ trì, đây không phải là pháp, không phải là luật của Như Lai. Rồi bây giờ con hỏi thêm đại chúng nữa nè. Đó là cái ăn đó. Giờ mình nhìn cái ngôi chùa đi. Nó đơn giản rồi, mình nhìn cái giảng đường mình đang ngồi đi. Mình có thấy nhàm chán nó không? Muốn rời xa nó không? Hay mình nhìn thấy nó đẹp? Giờ con hỏi luôn, giờ bà ở bên Ni Xá đó, hàng ngày mình nhìn đó, cái chỗ mình đang ở đó, mình có thấy nhàm chán không? Có thấy nó là sắc pháp tứ đại vô thường tan hoại, không có gì đáng ưa đáng thích, không có gì đáng tham không? Nếu mình nhìn thấy đúng như vậy đó là mình đang đi đúng con đường của Đức Phật đó. Rồi, bây giờ tiến sâu nữa. Khi mình nhìn cái bàn tay của mình, cái đôi chân của mình, gương mặt của mình, cái miệng, thân xác này của mình, hình hài này, có thấy yêu thích không? Mình có thấy là mình hoan hỷ, hài lòng không? Hay là mình nhìn thấy đây là tứ đại? Do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan nát, quỷ hoại, hoại diệt. Đây là cái không đáng ham, không đáng yêu, không đáng thích, không đáng ưa. Đây là cái ràng buộc. Đây là cái hệ lụy, đây là một gánh nặng. Mình tác động cái tâm ý của mình.
nhàm chán xa lìa, chấm dứt, không muốn những cái đời sống vô thường, tham sân si, dục ái gì nữa. Thì cái tác ý đó, cái suy xét, suy nghĩ đó, cái nhìn thấy đó đó, đó là tương ưng với thánh pháp ấn. Đó là pháp hướng đến yểm ly, hướng đến ly tham, hướng đến đoạn diệt, chấm dứt, hướng đến sự an tịnh, hướng đến thượng trí, hướng đến giác ngộ, hướng đến niết bàn. Hàng ngày mình sanh khởi lên được bao nhiêu cái suy nghĩ, cái cảm thọ này. Mỗi một lần cái suy nghĩ này nó sanh khởi lên, cái suy nghĩ mà nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, không đáng tham muốn đó, cái suy nghĩ đó mỗi một lần nó sanh khởi lên là mỗi một lần tương ứng với trí tuệ, tương ứng với giác ngộ, tương ứng với sự ly tham, sự từ bỏ, sự giải thoát. Bất cứ cái pháp hành nào tu mà không có những cái này thì pháp đó là thế tôn sao? Ta không có tôn kính pháp ấy, từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Tại sao những cái tầng thiền định đó thâm sâu đó, nhưng mà trong đó là sao? Nó không có đưa đến sự nhàm chán ly tham, nó không đưa đến sự chấm dứt, mà nó lại ái thích trú ở trong đó. Có cái ngã trong đó, có ta và của ta trong đó. Nó còn trong những cái trạng thái của gì? Của thọ tưởng, của thức. Còn thân kiến, kiến chấp về thân. Dầu hành là an tịnh lắng dịu, thọ an tịnh lắng dịu, những cái tưởng là hết sức là lắng dịu, nhưng mà thâm sâu trong đó là sự bị vô minh và tham ái vẫn còn. Chính vì vậy mà ta không có tôn kính pháp ấy, ta từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Tại sao? Tại vì không thấu hiểu được ngũ uẩn, tức là vô minh, và ưa thích, tham đắm, dính mắc trong đó, tức là khát ái, tham ái. Mà còn vô minh, không thấy ngũ uẩn, thì sẽ yêu thích, tham ái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn lại là cái thứ vô thường, tan hoại, vô ngã, khổ đau, phiền não. Mà ưa thích cái phiền não thì làm sao đi đến chỗ chấm dứt, an tịnh, niết bàn. Đây là chỗ thâm sâu của thánh pháp ấn. Tại vì sao? Tại vì này các tỳ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tức là ngài muốn đi tìm cái cùng tột, cái sự an tịnh tối thắng vô thượng, thì cái đó là niết bàn, là cái sự bình an tuyệt đối thực sự, hạnh phúc tối thượng vĩnh cửu. Bây giờ con nói cái chuyện này nhỏ thôi để cho đại chúng nhìn thấy, để dễ hiểu cái vấn đề này. Mình tha mái với một cái nào là cái đó làm khổ mình. Mình thích chiếc xe thì chiếc xe đó nó làm cho mình khổ. Mình đi đâu mình sẽ suy nghĩ về chiếc xe đó, mình sẽ lo lắng cho chiếc xe đó, mình sợ mất chiếc xe đó. Chiếc xe đó nếu nó bị hư hỏng thì mình sẽ buồn đau khổ sầu. Rồi bây giờ mình thích cái gì? Thích cái món đồ nào đó thì cũng vậy.
thì lớn hơn nữa cái mình thích cái ngôi chùa, thích cái ngôi chùa. Thì mình đi đâu mình có suy nghĩ về ngôi chùa không? Có không? Có lo lắng cho ngôi chùa không? Có sợ mất đồ không nếu có để đồ quý? Hay không? Đức Phật nói là sao? Nhân ái sanh ưu, nhân ái sanh bố, nhược ly tham ái hà ưu hà bố. Yêu thích mà lo lắng, yêu thích mà sợ hãi. Nếu không còn yêu thích nữa thì đâu có lo, đâu có sợ. Bây giờ mình tiến sâu vô chút nữa. Mình có yêu thích cái thân xác này không? Cái hình hài này không? À, mình quá là yêu thích, quá là ưa thích, quá là mến thích. Và sao? Mình có suy nghĩ về cái hình hài này nhiều không? Mình có lo lắng về cái hình hài này nhiều không? Mình có sợ hãi về cái hình hài này nhiều không? Nếu cái hình hài này nó có xảy ra một cái chuyện gì bất trắc, say sát, tàn tật, khuyết tật, tai nạn, mình có sầu bi khổ u não không? Đó là lý do tại sao chúng ta phải quán thân hành niệm. Đó là lý do tại sao chúng ta phải quán tứ đại 32 thể trược và 9 giai đoạn phân hủy của một tử thi. Lý do tại sao mà chúng ta mỗi cái buổi thiền là phải giải phẫu cái cơ thể này ra, phải phanh phui, phèo phổi gan ruột này ra, mũ máu này ra, xương da này ra. Để làm chi? Để cái sự thật nó được phơi bày, phá trừ cái tâm tham ái đối với thể xác. Tại vì chúng ta tham ái nó là chúng ta sẽ đau khổ sầu bi với nó. Nếu chúng ta nhìn thấy được cái bản chất của nó là bất tịnh, là vô thường, là vô ngã, là trống rỗng, dễ tan, dễ nát, dễ quỷ, dễ hoại, là ôm nhọt, chính lỗ, trải ra những thứ nhàm chán, hôi dơ, bất tịnh. Chúng ta thường suy, thường nghĩ, thường quán, thường chiếu, thường tư niệm, thường tư duy, thường tư sát, thì chúng ta có sanh khởi lên sự nhàm chán không? Nhất định sẽ sanh khởi lên sự nhàm chán, sự yểm ly, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự giác ngộ niết bàn. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rõ cái thánh pháp ấn chưa? Đó là con đường đó. Đó là đạo lộ tối thắng vô thượng an tịnh đó. Cứ một cái gì mình tham ái với cái đó là mình sẽ sầu đau, khổ não. Cho nên Hoàng hậu Mahabhasabade, khi bà lớn tuổi rồi mới được đi xuất gia, 5 lần 7 lượt cầu xin là tổ sư của ni chúng chúng ta. Thì bà đến bà lễ Đức Thế Tôn, sau khi đã được cho xuất gia rồi, thì bà thưa như thế nào? Bạch Thế Tôn, con già cả tuổi lớn, thời gian không còn nhiều nữa, xin Thế Tôn dạy cho con pháp vắn tắt. Con trở về con sống một mình, độc cư, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, thiền định, để con đoạn trừ các lậu hoặc. Đức Thế Tôn nói là sao? Bà thấy ái ở đâu, đoạn ở đó. Ái ở đâu là đoạn ở đó, ái ở đâu là diệt ở đó.
Thì đảnh lễ Đức Thế Tôn cảm ơn rồi về, bà nỗ lực tinh cần tinh tấn trong một cái thời gian như vậy là bà chứng đắc lậu tận thành tựu thánh quả, và sau đó lãnh đạo ni chúng thánh chúng. Nếu mình không nhìn thấy được cái tham ái làm sao mình đoán? Mà muốn nhìn thấy được năm tham ái một cách đầy đủ, vì thế tất cả mọi phương diện khía cạnh góc độ, tất cả các mặt của tham ái thì phải từ nơi ngũ uẩn mà nhìn. Nếu không nhìn thấy ngũ uẩn thì sẽ không nhìn thấy tham ái đầy đủ hết tất cả các khía cạnh góc độ hoạt động, vận hành và thao túng của nó. Chính vì vậy mà các cô lên là cô mong rằng là phải nắm vững cho được thực hành nhận diện ngũ uẩn. Nếu không, sự tu chúng ta sẽ không có đi tới cái chỗ mà Đức Phật đã chỉ. Xin thưa các vị, nãy giờ là con mới có nói cái dòng sơ ở ngoài của sắc uẩn thôi đó, chứ chưa có nói tới thọ tưởng hành thức uẩn đó. Cái cảm giác chúng ta có ưa thích không à? Có không? Hình bóng trong tâm á, chúng ta có ưa thích không? Những cái suy nghĩ mà mình nói lầm thầm đó, chúng ta có ưa thích không? Có nhận nó là mình không? Là tôi không? Của tôi không? Cái nhận thức, cái sự rõ biết ở nơi sáu căn mình đó, mình có nhận đây là tôi, đây là của tôi không? Đây là tự ngã của tôi không? Nếu như chúng ta không có đi trên cái con đường yểm ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn này, làm sao chúng ta gặp được Đức Thế Tôn? Tất cả sự tu tập của chúng ta trong mọi cảm giác, suy nghĩ, suy tưởng phải hướng dẫn cái tâm mình đi đến sự nhàm chán, xa lìa, đi đến sự chấm dứt những cái trạng thái dục tham ái, sân hận, vô minh và chấp ngã này, phải làm cho nó thành tàn tạ. Đức Phật dùng cái từ làm cho nó tàn tạ rã rồi cái tham ái đó đó, cái tham ái đó đó, cái tham ái sâu thẳm ở trong những cái cảm giác nghĩ tưởng đó đó. Nếu mà chúng ta không nhìn được cái bộ mặt của nó thì chúng ta sẽ vĩnh kiếp trầm luân. Con mời một vị đứng lên đọc cái bản tuyên ngôn chứng ngộ của Đức Thế Tôn. Con mời đại chúng, ai đứng lên đọc bản Khải Hoàng Ca khi mới vừa chứng đắc, Đức Thế Tôn đọc bài kệ gì? Khi Bồ Tát mới vừa chứng đắc với cõi Bồ Đề, Ngài đọc bài kệ gì? Lang thang bao kiếp sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy và quý sư cô cùng đại chúng. Con xin đọc hai câu Phật cũ mà lúc Đức Thế Tôn thành tựu đã cảm hứng và nói lên. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tang, tâm ta đạt tịch tịnh, tham ái thấy tiêu vong. Rồi con xin hết đó. Dạ, cảm ơn sư cô, đúng vậy. Dạ, câu cuối là câu gì ạ? Dạ, tham ái thấy tiêu vong.
Dạ con mời cô đọc câu cuối ba lần lớn lên ạ. Tấn ca đạt tịch tịnh thắng ai thầy tiêu ôn. Tấn ca đạt tịch tịnh thắng ai thầy tiêu ôn. Tấn ca đạt tịch tịnh thắng ai thầy tiêu ôn. Dạ con cảm ơn sư cô. Sư cô ngồi xuống, con mời tất cả đại chúng đọc câu cuối ba lần lớn lên. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Dạ con xin đại chúng thêm 4 lần nữa cho đủ 7 lần luôn à. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Cô mời đại chúng đọc hết bài kệ một lần à. Cùng nhau đọc. Đây là khải hoàng ca, cho nên đọc giọng phải là mạnh mẽ, oai hùng. Đây là bài ca chiến thắng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm những chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh. Ôi kẻ làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch tịnh tham ái thảy tiêu vong. Con rất là cảm ơn đại chúng đọc rất là oai hùng, mạnh mẽ. Chúng ta thấy trong bài Khải Hoàng Ca đó, Đức Thế Tôn nói lên một sự thật. Bao nhiêu những cái kiếp lang thang trong dòng luân hồi sanh tử này, Ngài đi tìm mà không có gặp cái kẻ làm nhà, cái tác giả thật sự làm ra cái căn nhà ngũ uẩn này nè, làm ra cái căn nhà thân xác này nè, làm ra cái căn nhà tứ đại này nè. Cho nên sao? Đau khổ thai phải tái sanh hoài à. Sống chết rồi chết, sống sống chết rồi chết, sống sanh sanh rồi tử, tử 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 rồi sanh sanh. Trong một cái dòng quay, quay cuồng, xoay vần, lập tới lập lui. Chứ luân hồi là gì? Là một cái dòng quay, lập tới lập lui, lập lui lập tới, lập tới lập lui, lập lui lập tới, lập tới lập lui, lập lui lập tới. Quay như vậy bất tận thì gọi là luân hồi. Nay ta đã thấy người, đòn tay ngươi bị rã, kèo cột ngươi bị tan hết, sụp đổ hết rồi, phá vỡ hết rồi, tan rã hết rồi. Nay ta đã thấy được cái bộ mặt thật sự của ngươi. Tâm ta đạt tịch tịnh, tức là một sự, đó là an tịnh tối thắng vô thượng đạo lộ đó. Tham ái thải tiêu vong là tại vì khi tham ái nó sạch hết, nó tan biến hoàn toàn hết, thì lúc đó cái tâm mới là an lạc tối thắng vô thượng tịch tịnh. Tại vì còn ái là còn dao động, mà còn dao động thì còn chấp trước, mà còn chấp trước
thì còn đau khổ trong luân hồi sanh tử. Cho nên cái bài Khải Hoàn Ca đó chính là nói lên sự chứng ngộ của Đức Phật bằng con đường gì? Diệt thận tham ái. Mà muốn diệt tham ái cho đến tận cùng thì phải phá vô minh. Mà vô minh thì tại sao? Thế nào gọi là vô minh? Không thấy được năm uẩn, không biết rõ được tự thân tự tâm của mình, cái gì nó kết cấu, cấu tạo, gồm có những cái gì, nó vận hành như thế nào, nó hoạt động ra làm sao, nó chi phối xâm chiếm mình như thế nào, mình hoàn toàn không biết, thì cái đó gọi là vô minh. Chúng ta thấy một con đường hết sức là rõ ràng. Tại vì chúng ta tu tập thì tất cả cái sự hành trì của chúng ta là đưa đến sự gì? Sự chiếp phục và đoạn tận tham ái, vô minh. Bây giờ con hỏi ngược lại tất cả đại chúng. Hồi nãy con nói là cái người đó thích chiếc xe, thích cái nhà, thích cái chùa, thích cái thân thể mình. Bây giờ nếu một cái người mà không có thích cái gì nữa hết, không còn ưa thích cái gì nữa hết, không còn tham đắm dính mắc với cái gì nữa hết, thấy tất cả chúng là vô thường, trống rỗng, cái không đáng để tham, thì khi mà cái người này với một cái nội tâm như vậy mà tất cả những cái thứ kia nó có vô thường biến đổi, thì người này có bị đau khổ không? Đó là tâm ta đạt tịch diệt, là sự an tịnh hoàn toàn có tất cả dục tham ái, tất cả sự chấp thủ trên cuộc đời này. Chúng ta nhớ kinh Tư Niệm Xứ nói cái câu cuối là gì? Thường thường cái câu cuối là gì? Không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời. Đó là con đường của sự gì? Yểm ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, an tịnh thắng trí, chứng ngộ Niết Bàn đó. Chứ không phải Niết Bàn là có một cái cảnh nào đó đẹp thiệt, đẹp rồi mình về đó mình hưởng. Không phải. Không phải. Niết Bàn là sự an tịnh, tịnh chỉ tất cả các hành, sự đoạn diệt sanh y, phá trừ kiêu mạn, diệt tận kiết sử, sẽ tiêu vong tất cả những tham ái trong cuộc đời này, trong thân tâm này. Chúng ta thấy tu tới chỗ đó là sao? Bất động tâm giải thoát. Không còn cái gì trên cuộc đời này có thể làm cho mình khổ nó hết trơn. Bây giờ con xin hỏi đại chúng vậy, cho mình khổ với cái gì? Là có phải mình thương cái đó không à? Mình thích cái đó không? Mình quý cái đó phải không? Chứ nếu cái đó mà mình không có thương, không thích, không quý thì nó có cái gì, mình đâu có là cái gì với mình đâu. Bây giờ con xin hỏi đại chúng, bây giờ có một cái người, người ta đi lên trên rừng, người ta bẻ cành, bẻ nhánh, bẻ cây, người ta chặt rồi người ta đốt. Có mấy cái cành nhỏ với mấy cây người ta chặt, ta ngồi lại người ta đốt. Mình có nghĩ rằng ta đang chặt mình, ta đang bẻ tay, bẻ chân mình, ta đang đốt mình không? Có không? Đâu có dính dáng gì thế mình. Nhưng mà ta lại cái cánh tay này mà ta bẻ, ta chặt cái là hơi mệt à nha. Tại sao vậy? Tại vì sắc thủ quận. Ở trong cái suy nghĩ của mình, trong cái cảm thọ của mình, trong cái nhận thức của mình, đây là cánh tay, là cánh tay của tôi. Nó là tôi, nó là của tôi, nó là tự ngã của tôi. Thì chấp thủ vô cái nào thì cái đó phiền não, khổ đau ở đó. Cho nên Đức Phật giải thích cái chữ chấp thủ là sao? Chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy có chấp thủ.
chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy có chấp thủ. Vậy mình có chấp thủ với con mắt này không? Mình có chấp thủ với cái lỗ mũi này không? Mình có chấp thủ với cái lỗ tai này không? Mình có chấp thủ với cái gương mặt này không? Mình có chấp thủ với cái đôi vai này không? Cái bờ vai này không? Cái cánh tay này không? Cái mình này, cái lưng này không? Cái chân, cái mông này không? Cái từ đầu tứ chi, ngũ tạng, lục phủ này mình có chấp thủ không? Đó gọi là sắc thủ quận. Sẽ nắm chặt vào trong cái tổ hợp của sắc chất này, sắc thân này, sắc pháp này. Và luôn luôn ở trong cái suy nghĩ, cảm thọ, ý tưởng của mình, nhận thức của mình, tất cả những cái này là mình, là tôi, là của tôi. Ngã kiến, thần kiến, kiến chấp, bản ngã. Để chứ chúng ta đương nhiên là phải đau khổ rồi. Chắc chắn là phải đau khổ với cái này rồi đó. Mà có chấp thủ là có dục tham. Muốn thêm nữa. Cho nên khi mình là mình tu, mình nghĩ ở đời sau mình sẽ sung sướng hơn, thì đó là gì? Là dục, là tham, là chấp thủ đó, sanh y đó, chỗ dựa của sự tái sanh. Chứ mình không có nghĩ rằng đây là đời sống cuối cùng, sẽ không trở lại cái trạng thái của tứ đại ngũ uẩn, của bất tịnh nhơ nhớp, của tham sân si vô minh bản ngã như vậy nữa. Mình không có muốn trở lại cái trạng thái này nữa. Mình muốn đạt tới cái tâm an tịnh, trầm lặng, bất động, vượt ra khỏi những thứ vô thường, hư ảo, tạm bợ, mong manh, giả dối, sanh diệt này. Mình không có hướng cái tâm đó, cho nên đời sau sao sanh y nó còn, chỗ dựa của tái sanh nó còn, cho nên tiếp tục những cái trạng thái như vậy nữa. Mình còn ưa mà, mình còn thích mà, mình còn ham, còn muốn mà. Thì đến làm sao? Nó không đưa đi đến yểm ly, không đưa đến ly tham, không đưa đến sự đoạn diệt, chấm dứt, không đưa đến sự an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là cái chỗ mà hết sức là quan trọng. Đây gọi là gì? Vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Một con đường an tịnh. Hơn hết, cao tột. Chính là con đường nhàm chán, xa lìa và chấm dứt cái ngũ uẩn này, để đạt được tâm trí tuệ bất động, giải thoát sanh tử thật sự. Tuyệt diệu lắm, tối thượng lắm. Đó là chỗ hướng đến của người xuất gia chúng ta đó. Còn ví dụ đi, bây giờ quý vị có một cái nùi dẻ, nó rách, nó dơ, nó cũ, nó mục, nó hôi, nó bẩn. Mà có ai mà đi tới mà đem đá cái nồi dẻ đó, đạp lên cái nồi dẻ đó, kéo lê cái nồi dẻ đó, hay là quăng cái nồi dẻ đó đi, đốt nó đi, quý vị có tiếc nuối, có sân hận không? Hay là quý vị còn cảm ơn nữa? Nó hôi, nó dơ, nó bẩn, nó mục, nó rách, nó thúi. Cho nên quý vị nhớ ngài, ngài Phú Lô Na không? Nhớ không? Quý vị nhớ cái chuyện mà ngài đi xin đi qua cái vùng đó. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là ở cái chỗ đó người dân hung dữ lắm. Đó, ông đi tới đó người ta chửi mắng ông thì sao? Nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ta chửi mắng con, thì con nghĩ là những người này còn hiền, còn tốt à. Họ chưa có đánh đập con, họ chưa có luyện con bằng đất đá.
Thì Đức Thế Tôn nói nếu người ta luyện ông bằng đất đá thì sao? Hay là bạch Thế Tôn, con suy nghĩ những người này cũng còn đỡ, cũng còn hiền, họ chưa có đánh bằng gậy gộc, gươm dao. Thế Tôn mới nói nếu như bây giờ họ đánh ông bằng gậy gộc, bằng gươm dao thì ông nghĩ sao? Họ giết ông thì ông nghĩ sao? Nhớ bạch Đức Thế Tôn, có những vị tỳ kheo khi quán chiếu về cái thân xác bất tịnh vô thường này, thậm chí là hủy hoại cái sinh mạng của mình, thấy nhàm chán cái thân xác này vô thường, bất tịnh, vô giá trị. Cho nên nếu mà họ tới họ dùng dao dùng gậy mà họ giết mất mạng con thì con cảm ơn họ đã giải thoát cho con. Đức Thế Tôn đồng ý, rồi được rồi, ông đi đi, ông qua dùng đó ở đi. Và ngài tới đó trong 3 tháng an cư thôi, chứng đắc thánh quả A-la-hán, độ cho 500 thiện nam tử. Và trong 3 tháng an cư đó, ngài nhập Niết Bàn luôn. Cho nên chúng ta mà nắm được cái thánh pháp ấn nội này đó, chúng ta nắm được cái thánh pháp ấn này rồi, rồi quý vị sẽ soi chiếu hết tất cả sự tu hành á, được quý vị sẽ thấy được một cái tổng cương lĩnh thâu nhiếp hết tất cả đạo lộ của sự tu. Họ giết con chết thì như vậy con cảm ơn họ giải thoát cái thân bất tịnh vô thường này. Tại vì ngài nó thăm quán, quán chiếu hàng ngày về cái thân vô ngã này, không có gì là tôi, không có gì là của tôi trong này hết á. Ngài luôn luôn ở trong cái sự quán chiếu mà yểm ly, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt mà. Cho nên ngài mới được cái tâm bất động vậy. Còn mình sao? Mình không có tu theo cái đường lối đó, mình cứ lo là hướng ra bên ngoài làm cái này làm cái kia, ai đụng vô cái, chạm vô tới là nổi sân lên, là tôi hay, tôi giỏi, tôi làm nhiều, tôi học cao, tôi hiểu rộng, tôi biết nhiều, tôi giỏi giang, đi đó. Mình đâu có đi tới cái chỗ yểm ly đâu, nhất hướng nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt đâu, đoạn diệt đâu, đoạn tận đâu. Chứ vậy thì là sao? Phiền não nó có cái căn cứ để nó đồn trú, nó ẩn não, nó làm dinh làm thự, nó làm sào làm quyệt, đồn trú, nó tồn chỉ tồn tại, nó tồn kho trong tâm mình. Còn nếu mà tất cả mình hướng đến sự ly tham, hướng đến sự nhàm chán, hướng đến sự từ bỏ, và con nói thưa giờ quý cô, giờ mình đang hướng tới cái sự từ bỏ, mình quán thấy ô nhàm chán, cái thân bất tịnh vô thường là cái đời sống không có ra gì, vô ý nghĩa này, có người lại nói câu mà muốn lấn hơn mình lúc đó làm sao? Có cái gì đâu, trời đất ơi, hơn thua với nhau làm cái gì? Cái nùi vẽ rách này, dơ bẩn này, dành hơn dành thua để làm cái gì? Tự nhiên mình không cần nỗ lực để nhiếp phục cái sân, mà lúc đó sân tự nó lắng dịu xuống. Tôi có ở trong đây nữa đâu mà dành hơn dành thua với mọi người, tôi đã hướng đến sự từ bỏ chấm dứt rồi mà. Đâu có ở trong đây nữa đâu mà hơn thua với các chị và đúng sai với mọi người, mà cao thấp, mà thị phi, mà phải quấy, mà ganh tị, mà đố kỵ. Để được cái gì? Được cái đống xương, được cái nấm mồ, được cái hòm, được cái hũ cốt, được cái bàn thờ, được tai họa, hiểm nạn, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan. Từ bỏ, nhàm chán, chấm dứt, xa lìa,
làm cho tất cả cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu. Đó, vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ đó. Phải nhớ, chúng ta phải nhớ cái thanh pháp ấn này. Phải nhớ, một ngày phải niệm 100 lần, 300 lần. Nhàm chán, nhàm chán. Gặp cái gì cũng niệm hết, nhắc, nhàm chán. Từ bỏ, xa lìa, chấm dứt nó. Nó sanh khởi lên cái sự bực bội, nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán cái bực bội này quá đi. Mày cứ hành hạ tao hoài, mày thiêu đốt tao hoài, mày muốn quỷ diệt hoài hay sao? Mày đã sân hận 9.999 tỷ năm nay rồi mà mình sân hận hoài hay sao? Vô lượng vô biên kiếp rồi, nhàm chán. Nhàm chán cái dục tham, nhàm chán cái sân hận, nhàm chán cái bản ngã, cái chấp ngã, cái hơn thua. Nhàm chán, nhàm chán, từ bỏ, đoạn diệt, chấm dứt. Niệm cái thanh pháp ấn đó lên, la mắng, quở trách cái tâm của mình, xả ly, từ bỏ. Đó là thanh pháp ấn của chư Phật. Chúng ta trở về là Thế Tử Thích Đạt Đa đó, sau khi và từ bỏ hết các vị thầy, ngài từng tự du hành đến Ma Kiệt Đà và đến thôn U Lâu Tần Lo. Tới chỗ đó ngài thấy một cái địa điểm, một cái khóm rừng và có một cái con sông rất là trong sạch chảy gần đó. Có một chỗ lội qua rất là dễ dàng, xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ để đi khất thực. Và lúc đó ngài mới nghĩ thật là một địa điểm này khả ái, thật là một chỗ vừa đủ để cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Sau đó ngài ngồi xuống tại chỗ và suy nghĩ thật là vừa đủ để tinh tấn, và bắt đầu ngài thực tập tu tập. Và chúng ta nhớ trong Nikaya gia không có nói 49 ngày nha, không có. Ngài ngồi xuống ngài tu tập hàng ngày, ngài đi khất thực. Và có khi ngài trú ở trong thiền định và ngài đem tinh cần tinh tấn nỗ lực. Giờ này các tỳ kheo, ta tự mình bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, ta kìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Và ta đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, ta tìm cầu cái không già. Và ta đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Này các tỳ kheo, ta tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, ta đã chứng được cái không chết bất tử, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Ta đã chứng được cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
Tự mình bị ô nhiễm sau khi biết rõ sự nguy hại của cái ô nhiễm, của cái bị ô nhiễm đó. Sau khi biết rõ sự nguy hiểm và tác hại của những cái bị ô nhiễm đó, ta tìm cầu cái không bị ô nhiễm. Và ta đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Và trí kiến khởi lên nơi ta, trí tuệ và sự minh kiến khởi lên nơi ta, trí tuệ và sự thấy rõ ràng trong tâm, sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Trí tuệ và sự thấy rõ khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Trí tuệ và sự minh kiến khởi lên nơi ta, ta thấy rõ sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng, không còn sự tái sanh nữa. Đó, Bồ Tát đã chứng ngộ cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu, vô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách của niết bàn. Chúng ta nhớ kỹ cái chỗ này nha. Tất cả chỗ này Đức Phật đều nhấn mạnh cái chỗ là sau khi biết rõ sự nguy hiểm và tác hại. Đây là cái pháp quán. Hàng ngày chúng ta phải quán sự nguy hiểm và tác hại của cái bị sanh này, cái cục thịt bị sanh này. Hàng ngày chúng ta phải quán với sự nguy hiểm và tác hại của cái bị già này, cái thân xác bị già này. Phải nhớ sự nguy hiểm và tác hại của những cái tuổi già. Phải nhớ sự nguy hiểm và tác hại của cái bị chết. Hằng ngày, hằng giờ quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại của cái sanh già bệnh chết này, cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết này. Phải quán chiếu sự nguy hiểm và sự tác hại của cái sầu khổ này, cái buồn đau này, cái buồn lo, buồn phiền, buồn bực, sợ hãi này. Phải quán, phải tư duy, phải tư duy, phải nhắc nhở, nhắc nhở mình để nhàm chán đó. Hàng ngày phải nhắc nhở mình cái sầu đau này nè, cái sầu khổ này nè, cái sầu não này nè, không có gì trong đây hết á. Đừng có ảo tưởng nó là hạnh phúc, đừng có ảo tưởng nó là thường còn, đừng có ảo tưởng nó là đẹp đẽ, sạch sẽ, đừng có ảo tưởng nó là tôi và của tôi. Nhắc nhở mình sự nguy hiểm và tác hại, nguy hiểm và tác hại của dục tham, của sự chấp thủ, nguy hiểm và tác hại của sự vô thường, tật bệnh, ốm đau, chết chóc, diệt vong này. Nguy hiểm và tác hại của những dục tham sân hận, vô minh bản ngã này, nguy hiểm và tác hại của nó. Chiêm nghiệm, chiêm nghiệm, chiêm nghiệm, tư duy, tư duy, tư duy,
nghiền ngẫm thẩm thấu quán chiếu triệt để sự nguy hiểm và tác hại của ngũ uẩn này, của tham dục sân hận bản ngã này, vô minh khác ái này, là đau khổ, là phiền não. Không có gì trong này sung sướng trong này hết đó. Đừng có ảo tưởng, đừng có ảo vọng, đừng có mộng mơ, đừng có tưởng mơ. Quán chiếu thể nhập, thẩm thấu, chứng đạt, rồi chúng ta sẽ có một con đường an tịnh. Rồi chúng ta sẽ thấy được đầu đường, một đạo lộ an tịnh, an lạc, thanh tịnh. Chúng ta sẽ chạm tới đầu đường của Niết Bàn. Rồi một hôm chúng ta sẽ òa lên, òa khóc lên, vui mừng. Và nước mắt tuôn trào, đầu đường của Niết Bàn ở đây. Đại triệt đại ngộ chính là đây, chính là con đường hướng đến sự nhàm chán, sự yểm ly, sự viễn ly, sự ly tham, sự đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ Niết Bàn. Hạnh phúc lắm, hạnh phúc tuyệt diệu lắm, tối thượng lắm. Sự tu tập của chúng ta là xứng đáng lắm, xứng đáng lắm, tuyệt diệu lắm. Nhưng khi mà Bồ Tát chứng thành chánh đẳng chánh giác, thành tựu bậc chánh biến tri, thấy biết cùng tột rồi, chứng được cái bất tử rồi đó. Thế này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật là khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Sự kiện này thật là khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, tức là tất cả sự vận hành dục tham ái vô minh bản ngã của năm uẩn đều dừng lại hết, không còn tham ái, không còn chấp thủ nữa, không còn bản ngã nữa, không còn chấp ngã nữa, phá hết tất cả. Và tất cả những cái thứ đó nó đều an tịnh, lắng dịu, tịnh chỉ, tức là dừng lại yên hết. Tịnh chỉ là dừng yên. Tất cả hành là sự vận hành của năm uẩn, là dục tham sân si vô minh chấp ngã, tất cả tịnh chỉ hết, không còn sanh khởi lên một chút xíu nào nữa hết đó. Một gợn nhỏ chút xíu vậy, để thấy trên đời này mà có một cái tí xíu nào bằng cái hạt bụi này là của ta, không có. Không còn thấy một cái phân tử nhỏ nhiệm nào mà có cái ái trong đó nữa. Vô minh hoàn toàn bị phá sạch, phá tan hết.
khác ái hoàn toàn chấm dứt hết. Đây là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, tức là tất cả những cái chỗ dựa nào cho tái sanh đều bị sụp đổ hết. Chỗ dựa cho tái sanh là sao? Là còn ưa thích cái đời sống vô thường, tham dục trong ngũ uẩn này đó, bị sụp đổ hoàn toàn. Tất cả những cái gì mình đã chạm chỗ dựa cho sự tái sanh tiếp tục, hoàn toàn bị sụp đổ hết. Sụp đổ một cách hoàn toàn, triệt để. Nó không còn bất cứ một cái chỗ dựa nào, một cái căn cứ, một cái cơ sở nào để cho có thể tiếp tục một cái đời sống vô minh và tham ái tiếp tục nữa hết. Hoàn toàn bị phá đổ, sụp đổ. Toàn bộ cái hệ thống của vô minh và tham ái chấp thủ trăm năm quẩn sụp đổ một cách triệt để, diệt tận. Đó gọi là sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt là chấm dứt, niết bàn. Không còn một chút xíu nào ưa thích đối với sắc, những vật chất tứ đại hình hài này, không còn một chút xíu nào ưa thích đối với những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng, những cái nhận thức. Không còn một chút xíu nào ở trong năm quẩn mà cho rằng cái đó là tôi, là của tôi hết á. Không còn một tí xíu nào ở trong năm quẩn này mà còn gọi là mà có cái ai thích ở trong đó nữa hết. Hoàn toàn dứt hướng, nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Thì cái sự kiện này Đức Thế Tôn nói là sao? Sự kiện này thật là khó thấy, khó thấy, khó thấy. Chỉ có một chúng sanh duy nhất là Thái tử Tất Đạt Đa, là Bồ Tát chánh đẳng giác. Không có người thứ hai, không có người ngang hàng, ngang bằng, xứng đối. Duy nhất chỉ có một người là bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, chứng đạt được cái trạng thái này đầu tiên. Chính vì vậy mà sao? Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật là khổ não cho ta. Ngài bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ ta chứng đạt tới cái cảnh giới mà là hoàn toàn tất cả, sự tịnh chỉ tất cả trong cái ngũ uẩn, dập tắt hết toàn bộ tham sân si vô minh và cái sự mà chấp ngã. Thì bây giờ cái cảnh giới mà thâm sâu, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, chỉ người trí mới thấu hiểu thôi. Mà bây giờ nếu mà ta thuyết pháp mà người khác không hiểu ta, thì như vậy thật là khổ sở cho ta, thật là khổ não cho ta, như vậy thật là bực mình cho ta. Tại sao vậy? Tại vì Ngài nói là sao? Quần chúng này là ưa ái dục, khoái ái dục, thích ái dục. Và bây giờ cái cảnh giới của Ngài chứng là cái cảnh giới mình ái tận. Tất cả hoàn toàn cái ái này nó bị sụp đổ hết. Mà người ta ưa dục, khoái dục, ham dục, mê dục. Mà bây giờ Ngài nói cái chỗ là coi như là chấm dứt các dục. Thì như vậy thì người khác không hiểu ta. Vậy như vậy thì thật là khổ não cho ta, như vậy thật là bực mình cho ta. Chúng ta thấy không, có chỗ này không? Mỗi câu mỗi chữ trong đây là thánh pháp ấn, thẩm thâm vi diệu. Quần chúng đây là gì? Là tất cả chúng sanh ưa ái dục, khoái ái dục, ham ái dục. Mà đối với quần chúng mà ưa ái dục, khoái ái dục, ham ái dục mà thật khó thấy được cái định lý, cái duyên khởi này, thì bây giờ ta thuyết pháp mà người khác không hiểu ta, thì như vậy thật là khổ sở, thật là mệt mỏi, thật là bực mình. Này các tỳ kheo, rồi những bài kệ bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Tự trong tâm Đức Phật thốt lên thành những cái lời kệ. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn,
Những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thấm diệu, khó thấy thật tế nhị. Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Làm sao mà ta có thể nói được cái chánh pháp mà ta chứng ngộ được hết sức là khó khăn này? Sao ta có thể nói được? Bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là gian khổ ta mới chứng ngộ được cái chánh pháp này? Làm sao ta có thể nói được? Nó khó như thế nào? Nó thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ có người trí mới hiểu thấu. Làm sao có thể dễ nói? Làm sao có thể nói cho mọi người để mà hiểu được cái này, để chấp nhận cái này, để cùng tu tập theo đường lối này? Những ai còn tham lam, còn sân giận, khó chứng ngộ pháp này lắm. Tại sao? Pháp này là đi ngược dòng, thâm sâu về vi diệu, sâu xa và màu nhiệm, khó thấy thật là tế nhị. Những người bị ái nhiễm, bị vô minh, không thể thấy được pháp này. Rồi này các tỳ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Sau khi Ngài suy nghĩ như vậy, tâm của Ngài hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Tại vì nó thâm sâu, nó tế nhị, nó siêu lý luận, nó tịch tỉnh như vậy. Mà đối với quần chúng này đó, ưa ái dục, ham ái dục, mê ái dục, khoái ái dục, thích ái dục, chìm đắm trong ái dục, điên đảo trong ái dục, bây giờ nói cái pháp ly dục. Mà nếu nói mà ta không hiểu thì như vậy là thật là khổ sở cho ta, thật là mệt mỏi cho ta. Thì Ngài, tâm Ngài hướng về sự vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Lúc bây giờ Phạm Thiên Sambati đó là cái gì mà gọi là ngoài đời ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là vị trời tối cao đó, biết được tâm tư của ta. Với tâm tư của mình liền suy nghĩ, thì cái vị Phạm Thiên Sambati này mới suy nghĩ: than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong. Nếu tâm của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp, thế giới này sẽ bị tiêu diệt, thế giới này sẽ bị hoại vong. Nếu tâm của Như Lai hướng về vô vi thụ động, không thuyết pháp. Rồi này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sambati giống như nhà lực sĩ, co duỗi cánh tay như vậy, co lại, duỗi ra, co lại, biến mất ở Phạm Thiên Giới, hiện ra trước mặt của Đức Thế Tôn, vua trời. Đắp thượng y một bên vai, chắp tay, hướng về phía ta để mà vái lại, bạch với ta rằng: Bạch Thế Tôn, xin hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thể, xin hãy thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, xin hãy thuyết pháp. Bạch Bậc Thiện Thể, xin hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Có những chúng sanh ít
nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thấm hiểu chánh pháp. Xin thưa đại chúng, cái đoạn này nó quan trọng dữ lắm. Bây giờ chúng ta tìm mà hết rồi, hãy dành lại nha, hãy dành lại để ngày mai mình học. Những cái sự kiện này nó quan trọng lắm, không phải bình thường. Dạ, đại chúng có chia sẻ gì không ạ? À? Thầy Pháp An nãy giờ thấy quan hỷ đó, thầy có chia sẻ gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là hạnh phúc, thật là đại phước đức, thật là lành thai. Hôm nay được nghe sư phụ giảng nói về cái cuộc hành trình mà sư phụ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để đi tìm chánh pháp và chứng đạt được chánh pháp và đạt được chánh pháp, và mình trong đó con và tất cả chúng sanh đều được cái hạnh phúc đại phước đức thời và mạt pháp mà được nghe được chánh pháp này, được cái sự thâm sâu vi diệu của pháp làm con người của mình nó có một cái hỷ lạc vô cùng không thể diễn tả được. Từ một vị thái tử đạt được tất cả những cái vinh hoa phú quý quyền lực mà suy nghĩ dẹp bỏ tất cả đi tìm một cái chân lý sâu thẳm, trước là độ mình, sau là phổ độ chúng sanh, thật là hiếm có. Cũng như một người bưng một thúng hột sòn mà đổ đi để đi tìm thúng đất, người ta nói như vậy, nhưng mà Đức Phật lại nghĩ khác. Đổ một thúng hột sòn này ra đi để tìm kim cương quý giá cao thượng hơn, để độ mình, giải thoát mình và độ tất cả chúng sanh nhân loại khắp hoàng vũ này. Ôi, là một cái tâm cao thượng, cao quý, siêu thẳm. Và Đức Phật khi chứng ngộ rồi, thì Đức Phật, trước khi Đức Phật chứng ngộ siêu đẳng, chánh đẳng, chánh giác, Đức Phật chứng ngộ được những cái tầng thiền cao quý, mà Đức Phật cũng chưa thỏa mãn gì. Đức Phật nghĩ rằng mình chứng được những cái tầng thiền cao quý, phi phi tưởng này, cũng chưa đạt được cái giải thoát niết bàn. Mình vẫn còn cái di tế của cái ái, cái dục, cái tham, cái sân. Cho nên Đức Phật quyết chí phải đi nó đạt đến mức độ siêu đẳng tối thượng, diệt hết những cái ái, cái rây mơ rễ má nhỏ xíu của cái ái, cái dục, cái tham này, để đoạn diệt, để đến cái chỗ trong sạch, thanh khiết, trống rỗng. Cho nên Đức Phật đã đến cái xứ Ma Kiệt và đã đến đó và đã tìm được chánh pháp. Sau khi chánh pháp Đức Phật đạt được thì Đức Phật thật là nó vi diệu, cao quý, tuyệt vời, mà Đức Phật nghĩ rằng không có ai ngoài Đức Phật mới đạt được. Và khi đó mà nếu mà cái pháp của mình, Đức Phật nói nghĩ cái pháp của mình, cái pháp đi ngược lại thế gian, vì thế gian thì thích ái, dục, tham đủ thứ hết, mà mình thì phải diệt cái dục cái ái để đi đến cái chỗ thanh cao, niết bàn, trong sạch, vắng lặng. Cho nên cái nếu cái pháp của mình mà nói ra, giảng ra thì sẽ làm cho mọi người ta chống đối, là mọi người người ta bất mãn, người ta không nghe thì có thể làm đau khổ cho người ta. Cho nên Đức Phật đã suy tư rồi suy nghĩ. Và cái suy tư suy nghĩ cao thượng của Đức Phật được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vua trời hiểu được. Cho nên vua trời đã đến giá lâm, đến diện kiến với Đức Phật và trình bày cái cầu nguyện để cho với Đức Phật rằng, vì trong chúng sanh cũng có nhiều người cũng có cái những cái tham, cái ái nó cũng ít, có thể nghe pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca
họ có thể hiểu được và sẽ mang lợi lạc cho nó, cho người, cho chúng sanh. Xin Đức Phật từ bi hoan hỷ nên đem cái pháp này để hoằng pháp độ sanh, để phổ độ chúng sanh trong khắp cõi ta bà thế các hành tinh này. Và vô trời đã năn nỉ và cầu xin Đức Phật nhiều lần như thế. Và với cái lòng từ bi của một bậc siêu đẳng giải thoát thì Đức Phật đã chấp thuận, và sau đó Đức Phật mới đem cái pháp mình để phổ độ chúng sanh. Một cái pháp mà như Đức Thế Tôn nói, cái người nào cái tâm tham ái, cái tâm tham muốn đủ thứ đó, nó giảm, nó nhẹ đó, thì cái hy vọng rằng nghe cái pháp này có thể tiếp thu được và có thể hiểu được thì thật là quý quá, là vi diệu. Còn hầu hết đó, những cái tâm nào thích ái dục, thích những cái ham muốn thì khó tiếp thu được dòng pháp này. Cho nên khi sư phụ mà vào dòng pháp này rồi, sư phụ thấy tất cả bạn đạo và tất cả người thân bằng và đệ tử của sư phụ xa lánh và bỏ bên sư phụ đi, thì đúng như Đức Phật nói, bởi vì chúng sanh tham ái si mê, cho nên không có cái trí tuệ, nó bị mờ ám, nó bị vô minh che đậy. Còn những người nào mà có cái lòng tham ái nó nhẹ và có cái suy tư thì họ có thể tiếp nhận được phần nào cái thánh pháp này, và khi tiếp nhận được một phần nào đó thì họ hành cái pháp này, thì một lúc thì họ sẽ sáng tỏ và sẽ tiến bước lên con đường vào dòng pháp càng ngày càng sâu thẳm hơn. Pháp An là một con người không hiểu gì sâu xa về Phật pháp, nhưng mà Pháp An nhờ sự dạy dỗ dẫn dắt chỉ dẫn của sư phụ với dòng thánh pháp này, Pháp An càng ngày càng thấy rằng thật là thâm sâu vi diệu. Nó trong cái vi diệu của thâm sâu, nó thâm sâu vi diệu, nó không thể diễn tả được. Và mình tin tưởng vào dòng pháp này, mình đi theo dòng pháp này thì chắc có lẽ mình cũng không phải mất mát gì hay mai một gì nữa, mà mình sẽ có cái kết quả rất là tốt lành. Cho nên Pháp An nghe thầy giảng cái bài kinh này qua mấy ngày, Pháp An rất là hạnh phúc, rất là mừng. Và chính cái pháp này nó đưa Pháp An về với cái tâm là không còn thích thú gì hết, nó nhàm chán tất cả, nhàm chán từ cái ái, cái tham, cái dục, cái sân, cái gì cũng vậy hết. Vì nó không có thật, nó vô thường biến đổi, nó chỉ là tạm bỡ gắn kết thôi, mình đâu có nắm với nó, trói buộc nó, thì nó đâu có làm sao mà nó ràng buộc mình, hay nó sai khiến mình, hoặc là nó lôi kéo mình được. Thì tất cả Đức Phật nói là vô thường biến đổi, một sự kết hợp, một sự tan rã, sự sanh rồi sự diệt, không có gì hết, nó trống rỗng. Thì còn nắm níu làm gì nữa, cũng như thế gian này, như Pháp An vậy đấy. Tứ đại kết hợp rồi, hồi đó không biết thì quý cái thân này, trời ơi, đụng tới nó là không được đó. Mình tắm rửa, mình cò kỳ cọ, rồi mình ve vuốt nó, mình trao chuốt nó làm gì. Nó là khối thịt, nó còn hoạt động được thì còn sạch sẽ mọi người đó rồi. Nếu mà nó không còn hoạt động được, nó là một khối thối hôi tanh không thể tưởng tượng được. Người thân nhất của mình đó, mà khi mà cái khối thịt này nó không còn hoạt động nữa, còn phải xa lánh mình nữa, thì cái gì là quý? Nó là thật là một sự dơ bẩn, tạm bợ, xấu xa mà mình cho nó là quý. Mình nhìn kỹ thì Đức Phật nói là nó là một khối thịt, nó là máu mủ tanh hôi,
trong cái thân mình nó giống như cái thùng phi, nó chứa đủ thứ hết, ruột gan bao tử phèo phổ này kia nọ, rồi mình ăn vô trong cái đây nó giống như một cái máng heo, nó chứa đồ hôi tanh nhưng mà nó được đậy kín lại, cho nên mình cho là sạch hôi là tốt, chứ sự thật nó là rất là hôi. Nó sạch nó tốt sao mà ngủ một đêm rồi cái miệng mình nó hôi đình hôi quắc, nó đủ thứ cái đồ dơ bẩn. Dính nhờ cái pháp này và cái lời dẫn dạy của sư phụ và cái sự giải thích cặn kẽ và những cái dẫn chứng thí dụ của sư phụ, Pháp An là cái người mà đần độn mà già nua rồi, mà Pháp An rất là mừng. Pháp An hiểu được phần hằng nào nhỏ xíu của cái pháp, nhưng Pháp An rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Và khi con đường mà Pháp An ra đi đó, cũng nhờ cái pháp này Pháp An cảm thấy nó thanh thản, không có vướng bận gì hết, không có cái gì để mình nắm núi hay là cái gì để mà trói buộc gì. Tất cả là chỉ là tạm bợ giả dối, kết hợp vô thường biến đổi, đâu có gì đâu mà phải nắm núi là làm cái gì đó. Dạ. 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 Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tấm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân nóng bỏng vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử, và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.